Hey yo, chào mừng 1 triệu anh em đã trở lại với cái kênh trải nghiệm TV. Chúc tất cả anh em xem video clip thật là vui vẻ nè. Và hôm nay mình quay lại review chính thức một cái con game là Mufica SS17 nha anh em. Và hôm nay là nó đã cập nhật lên SS18 và có thông tin chính thức là nó phân vào ngày là 28 nha anh em. Trong khi xem tới đây thì các anh em tiếc gì cho em ấy một like, một chia sẻ và một đăng ký kênh. Đừng quên bật luôn cái chuông thông báo lên để nhận những video sớm nhất từ cái kênh trải nghiệm TV. Và các anh em cũng đừng làm AD thất vọng anh em. Các anh em có thể là vào trong đây để tận hưởng và trải nghiệm một cái con game mà AD đã ngày đêm viết cho chúng ta những cái lỗi. Và cái con game này là nó chuẩn 100% của web gen luôn, nhưng mà có một chút xíu sửa lại là nó đi theo cái hướng là reset và relay. Vì sao anh em? Vì nếu mà chúng ta chơi non reset thì chúng ta sẽ bị dậm chân tại chỗ, và khi chúng ta chơi cái bản mà reset thì chúng ta sẽ được lên hoài và lên hoài, chứ không phải là các anh em mạnh rồi các anh em sẽ lên hoài nha. Khi mà các anh em ở một cái mốc và một cái cấp độ nào đó thì cái lượng S của các anh em sẽ bị giảm lại để cho những anh em giàu sau người ta có thể là bắt kịp nha anh em. Và hôm nay mình sẽ vào trong đây review chi tiết một chút xíu thông tin tại cái con game là Mufica SS17.com này sẽ như thế nào. Mình sẽ giới thiệu sơ qua một chút xíu về cái phiên bản cập nhật kỳ này nha. Đầu tiên là chúng ta có thể là kiếm đồ Fergie ở tại cái map là Ebelang, và anh NPC là mod nha anh em, tọa độ là 23 chấm là 226 nè. Thì ở NPC này có gì và cho chúng ta những gì? Thì ở đây cho chúng ta là item đồ S nè, block là những cái mảnh mà tăng S cho chúng ta nè, và khuyên tai cấp 1, sách thuộc tính hạng 2, lông co đe nè, và lông vũ quy hiệu hoàng tộc, và item lúc nè. Đặc biệt thì chúng ta có thể là kiếm ra gu ở đây, với mỗi một lần kiếm là được 1000 gu và tất cả các item khác. Và không ngừng lại ở đó, vì đây là một cái phiên bản mới open nên là người ta đưa ra ở những cái con số nhất định như vậy. Và về lâu và về sau thì AD người ta sẽ update cập nhật thêm những cái món quà vào trong đó, như những item vào trong đó nha. Khi mà cập nhật đó thì cũng không có gây là dead game hay là dân game, không có cần tải lại dữ liệu anh em, mà AD người ta sẽ âm thầm cập nhật cũng như là âm thầm bên em vậy đó anh em. Ngoài cái việc mà chúng ta được kiếm phờ ghi đồ ở trong cái con game Mufica, và tiếp theo thì mình sẽ cho anh em xem một chút xíu thông tin nữa. Đối với cái con game SS18 thì những anh em nào có chơi thì đã biết là cái phiên bản SS18 có thêm một cái tiền tệ đó là Good. Và những anh em nào chưa chơi thì có thể là vào trong đây để mình review chia sẻ một chút xíu nha anh em. Thì ở đây mình nói qua cái biểu ngữ của mình đã cho anh em dễ biết hơn và dễ nắm bắt hơn là cái đồng Good đó sẽ như thế nào. Thường thường thì mình kêu bằng gu nha anh em. Thì hôm nay nè, những anh em nào chưa chơi SS18 thì chưa từng biết tới cái đồng tiền gu, và những anh em nào mà đã có chơi rồi á thì sẽ biết nha anh em. Thì ở đây cái con game SS18 cho chúng ta dùng những cái đồng tiền gu để làm cái gì? Thì cái đồng tiền gu đó chúng ta có thể là lợi NPC là Yame ở map là Ebelang, mua trong đó có quần áo, vũ khí, skill và những cái nguyên liệu ép lên. Ví dụ là chúng ta có thể là ép những cái con thú lên, hay chừng nữa mình sẽ có clip làm chuyên sâu từ món hơn. Còn cái này mình chỉ là review một chút xíu thông tin về cái phiên bản cập nhật lần này, và cái con game nó vừa mới up phân đâu đó là 2 ngày anh em. Thì hôm nay nè, cho chúng ta ra nè, khi mà đối với những cái đồng tiền good đó thì các anh em làm sao để kiếm và làm sao để có được. Thì đối với cái con game SS18 các anh em cực kỳ dễ kiếm luôn. Thì các anh em có thể là đi blood nè, đi debut, đi trao săn boss đồ các kiểu. Thì mình sẽ cho một chút xíu thông tin ha. Thì khi mà các anh em đi blood, debut và CC, nó sẽ ra ngẫu nhiên và random từ 0 tới 1600 gu cho mỗi một chuyến đi, tùy theo tốc độ là vừa thấp lên cao hoặc từ cao xuống thấp. Ngoài ra thì chúng ta có thể là gơi thêm item nè, là đồ quá anh em, và có thể là gơi thêm ngọc nè và những cái vật liệu khác nha. Và thời gian cho chúng ta đi bờ lóc là 0:30, 2 tiếng một lần. Thời gian cho chúng ta đi debut là 1 giờ bắt đầu đi và 2 tiếng quay lại một lần. Còn thời gian chúng ta đi chào là 00 là bắt đầu đi, là 00 giờ đầu của một ngày, thì chúng ta đi cũng bắt đầu là 2 tiếng quay lại một lần. Và có thêm một cái event để cho chúng ta là không có thể nào mà tranh vé blood, tranh vé debut, thì chúng ta có thể là đi săn ở ngoài map nha anh em. Thì đi săn ở ngoài map chúng ta có thể là đi kiếm cái con là Zea nè, và kiếm là con Sume nè, và một số cái lượng quái mà AD người ta sẽ táp vào cho anh em, điển hình như là random gu từ 50 tới 100 gu cộng thêm ngọc nè.
Thì mình sẽ nổ cái địa chỉ và cái địa điểm cho các anh em biết luôn. Hiện tại thì các map nào, lót từ lót 1 tới lót 7 là Atlanta Kang, Aya 1, Kantugu và Gakion. Thời gian của những cái con boss mà mình nêu ra để cho các anh em nè, thì cái con boss là Gia là 1 giờ, là cách 1 tiếng nó sẽ ra một lần. Còn tiếp theo là cái con boss là Ether thì cũng là 1 giờ 10, ra là 1 tiếng một lần. Và cái con boss cuối cùng là con Summe là 1 giờ 20, là cũng 1 tiếng ra một lần. Các anh em thấy là từ khung giờ là 1 giờ tới 1 giờ 10, 1 giờ 20 thì ba loại boss nó sẽ xuất hiện cho chúng ta kiếm ngọc, kiếm gu, kiếm tất cả đồ item. Thì ngoài ra có những cách kiếm gu khác mà các anh em có thể là chạy lòng vòng vào những cái map tân thủ, hoặc là những cái map mà chúng ta thường đi săn boss, săn những con boss vàng thì cũng có ra đồng gu luôn nha anh em. Định hướng lâu dài của một cái con game RX18 cho chúng ta theo một cái phong cách là phiên bản đời cao. Mặc định của webgen là người ta không có reset và để lại cái phiên bản RX18 này, chúng ta là chỉnh lại một chút xíu là nó sẽ cho ra reset với delay, kèm theo đó là kẹp win nha anh em. Bên cạnh đó thì ở đây người ta không có cho master anh em lên quá nhanh như những cái con game khác. Ở một số cái con game khác thì các anh em thấy điển hình như là những con game PC khác đi vào chạy master 400, chạy master 800 cực kỳ nhanh anh em à. Còn cái con game này người ta sẽ cân bằng lại, giới hạn cho các anh em là chỉ số master là nó sẽ thấp lại để cho chúng ta có cái thời gian vào trong đây gắn bó với server hơn, chơi nó sẽ chăm chút với server hơn một phần nào đó nữa nha anh em. Hiện tại thì master 3 là 400 và master 4 là 750, tổng của cái master chúng ta là 1150. Đầu anh em có thể là chạy reset lên cho cao, khi mà chúng ta đủ cao đủ mạnh rồi chúng ta quay lại để cài master nha anh em. Ngoài ra bên cạnh đó Mufika cũng có khá nhiều cởi mở những cái tính năng mới so với những cái máy chủ khác, thì họ sẽ làm theo từng khúc phát triển. Và riêng cái con game Fika này thì AD người ta sẽ táp một lần một vô cho các anh em vừa chơi vừa tìm hiểu full chức năng luôn, để cho các anh em có đầy đủ sự kiện để tham gia vào cái con game Mu, chứ không phải là phải chờ theo thời gian mà nó mới ra cái sự kiện. Cái đó là không có tại cái con game Mu này nha anh em. Với là phương châm hạn chế tất cả các clone và cho những anh em nào thực chiến vào trong chơi, thì Mufika sẽ vận hành những cách nào mà để cho anh em chơi tốt nhất có thể. Nói nôm na là người ta sẽ làm ra một cái server ưu ái và ưu đãi tốt nhất có thể để cho các anh em chơi, chứ không phải là vào trong game là toàn là clone, mà vào trong game toàn là người thật chơi nha anh em. Và đối với cái con game Mufika này, chừng nữa mình sẽ có làm những cái bài chi tiết chuyên sâu để cho các anh em vào trong đây tham khảo, chia sẻ và chơi với một cái con game chuẩn của mình đang quảng cáo review PA. Thì hiện giờ mình đang quảng cáo cho một cái con game là Mufika.com, và cái con game này mình đã chơi đâu đó là hơn 3 năm anh em. Từ chơi là SX6 mình co giò mình nhảy lên một cái là SX18 và ngay cái hệ của mình luôn, tại vì mình thích đề cao mà anh em, đâu có ai mà suốt ngày cứ gục mặt xuống, phải ngước mặt lên nhìn ở trên cao của nó có những gì. Thì tiếp theo vài cái thông tin chính thống và chính thức của cái máy chủ chúng ta nè. Phiên bản này mới vừa update lên một cái phiên bản là RX18 reset và kẹp của in nè. S cao, đờ gấp cao và dễ chơi. Ở đây đờ gấp cho chúng ta là 50% nha anh em. Lối chơi chuẩn theo webgen, nhưng mà nhắc lại cho các anh em biết là nó có reset chứ không phải là non reset nha anh em. Và up fun vào ngày 28 tháng 6 2023 nè, chủ có tên là Mufika nè, 1-RX17.com nha anh em. Hiện giờ thì các anh em băn khoăn là cái lượng reset người chơi trước thì sẽ cao, người chơi sau lại sẽ thấp, không có nha anh em. Trong dòng thời gian mà các anh em đang đạt tới một cái mốc reset nào đó thì người ta hoặc là AD người ta đã có tính toán ra rồi, các anh em reset càng cao thì lượng S của các anh em càng giảm xuống theo cái giai đoạn nha. Và ở đây giới hạn một cái ID, nói nôm na cho anh em dễ hiểu, giới hạn một cái thùng PC của mình chỉ có được 5 mạc thôi nha anh em. Khi khởi tạo nhân vật thì chúng ta được 2000 bộ in là 2000 điểm cộng nè. Thuộc tính thì mình vào cho anh em xem là mới vào thì chúng ta được gì. Mới vào là chúng ta có một set cộng 8 và tỷ lệ tăng gen cho chúng ta đây. Tỷ lệ tăng gen này cực kỳ quan trọng nha. Quan trọng làm sao thì một chút xíu nữa mình cho các anh em xem là nó sẽ phát quy cái set gen này sẽ như thế nào. Thì ở đây mình có full set gen cho anh em xem, và nó có thời hạn nha anh em, chứ không phải là vĩnh viễn đâu. Ở đây con gấu mình cũng có thời hạn luôn, thì nó cho chúng ta phòng thủ và tăng thêm kinh nghiệm. Ở đây là một cái win cũng có thời hạn luôn. Ở đây các anh em thấy nè, khi vào phần đây, lúc trước những cái con session khác thì những cái icon nó sẽ nằm ở dưới dạ này, các anh em nhìn nè, nó sẽ nằm ở dưới dạ này nha. Còn cái phiên bản này ở đây người ta sẽ dồn qua một bên. Ở đây là sửa chữa, phân giải ra, xếp chồng lên. Xếp chồng thì các anh em nôm na dễ hiểu là các anh em có thể là giải nén ngọc và ghép ngọc lại với nhau.
Ở đây là phân tách nè, mình chọn như đây là cửa hàng và ở đây là mở rộng. Ở đây các anh em có thể là dễ biết và quá dễ hiểu để mình tham gia. Và cái này á là mình bật cái chế độ là tiết kiệm CPU. Thì khi các anh em bật vào cái cuốn sách này thì các anh em bỏ máy một thời gian thì nó sẽ tự động đứng hình lại. Cái này là mình đã có chia sẻ anh em. Khi chúng ta mới tạo nhân vật là chúng ta sẽ có được một cái đồ như vậy đây. Anh em có thể là vào trong đây để chiêm ngưỡng tận hưởng một cái con game. Và đặc biệt hơn là ở đây cho chúng ta một cái là kỹ năng boost nó xếp chồng lại với nhau, thì chúng ta muốn phân rã ra nè cũng được nha. Có những cái kỹ năng boost cho chúng ta nó cũng cực kỳ y chang những cái con game khác thôi. Đây là tăng sát thương, tăng phòng thủ nè, tăng tất cả các chỉ số lên. Ở đây là cái boost thuộc tính cơ bản cho chúng ta. Khi mà để ở ngoài màn hình nhiều quá thì các anh em có thể là thu gọn lại và bấm ra. Đặc biệt thì các anh em nào muốn thích chơi trên mobile thì chúng ta có chế độ mobile để chơi luôn. Các anh em thấy không, chế độ mobile y chang mobile luôn. Và chế độ PC thì chúng ta nhả lại. Còn cái phần cài đặt á thì nó cũng y chang những phiên bản khác thôi. Các anh em có thể là chỉnh mức cài đặt là cho xa ra khi mình tấn công là cho maximum, hoặc là tấn công ở một cái diện nào đó. Ở đây là tấn công từ xa nè và quay lại vị trí ban đầu. Còn phần dưới đây thì các anh em có thể là tùy theo đổi vị trí. Nếu mà cái con quái nó không ở cái bãi gom thì chúng ta đổi vị trí cho, để lại thời gian cho nó cao chút xíu, để khi mà mình đi xa ra mình quánh thì nó lâu trở dài. Dưới đây thì chúng ta có thể là thêm skill. Ở đây là cái phần thêm skill boost. Ở đây á thêm những cái block để chúng ta farm cho cái lượng S cao nhất có thể. Qua bên cái phần nhặt đồ thì các anh em có thể bấm vào sửa item nè. Ngoài ra thì chúng ta nhặt những cái điều kiện nè, ngọc, đồ thăng, đồ hoàn hảo và quét sự kiện. Ở đây cho chúng ta những cái nào mà cần thiết. Còn nếu anh em muốn bổ sung vật phẩm về cái việc bấm vào trong đây, chúng ta có thể là bổ sung tất cả nha. Bên đây thì lúc nào cũng vậy, tự động kết bạn và tự động chấp nhận vào vui. Và nói tới đây, tới cái phần này là phần quan trọng nhất, cái áo gen này có chức năng ra sao và người ta đã tặng anh em như thế nào. Mới vào trong đây người ta tặng cho các anh em cái set gen để cho các anh em vào trong đây kiếm gen. Gen để làm cái gì thì các anh em theo chân mình nha. Hiện giờ lại đây thì mình không đủ gen để mà mình đi vào trong đây để xây nha anh em, vì mỗi một lần xây thì nó cho chúng ta tới 200 triệu lần anh em à, nó rất là nhiều nha. Và cái số gen của mình đó thì tự giờ mới 119 triệu thôi anh em, nó khá là thấp nha. Mỗi một lần xây vũ khí thì chúng ta phải tốn là 200 triệu gen, thì hiện giờ của mình chỉ có là 119 triệu nên chúng ta không có xây được. Và mình chia sẻ cho các anh em biết cái chỗ mà để xây. Ở dưới đây cho chúng ta là hai nguyên liệu để chúng ta kiếm những cái cơ bản. Cơ bản là gì? Ở đây chúng ta có thể là ép ra một cái con ngựa ma bằng giới chỉ giá là bằng GVB. Ở đây là GVB thì cho chúng ta những cái là nâng cấp nè. Ở đây là cái khuyên tai và thêm những cái bờ lóc dây chuyền để cho chúng ta vào trong đây để nâng cấp cái con ngựa lên. Có người ở đây người ta đã farm qua, người ta đã lại đây xây quăng ra toàn đồ gác, nhưng mà ở đây là người ta cho ra random nha anh em. Nếu mà hên đỏ thì anh em có thể là kiếm được những cái vật phẩm êm ngon, còn nếu mà không hên đỏ thì các anh em có thể là cài tiếp. Vì ở đây chúng ta chỉ tốn là gen thôi chứ không có tốn mà ngọc này ngọc kia các kiểu. Khi mà các anh em muốn có cái giá trị cao, làm đồ giá trị cao như là cái con ngựa hoặc là cái những cái này thì chúng ta phải cần có là những cái viên ngọc để xây ra. Thì anh em có thể là cắm nè, có thể là treo máy để kiếm ngọc để lại đây xây và test nha anh em. Và cái con game mà mình review tự giờ thì mình xin nhắc lại các anh em biết là cái con game này là con Fika RX17.com do admin Tiến Đặng đang quản lý và điều hành nha anh em. Các anh em có thể là vào trong đây để mà mình trải nghiệm chơi một cái con game nó chuẩn web gen là sẽ như thế nào. Thì cái con game này mình chừng nữa mình sẽ làm về lâu và về dài chia sẻ review cho các anh em những cái tính năng RX đề cao. Những anh em nào biết rồi thì hãy mạnh dạn comment góp ý vào video nè. Còn những anh em nào chưa biết thì cũng là comment góp ý vào video, hỏi những gì mà các anh em cần hỏi. Cảm ơn anh em đã bỏ thời gian quý báu nghe mình chém gió hết cái video nha anh em. Và video của mình sẽ xin tạm kết thúc tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại các anh em ở video clip lần sau nha.